thấy nhường nhịn rồi cuối cùng cũng đến lần đấy mà. Nhưng mà nó mới đúng đấy. Tống Phật và tống tâm của mình mà lại vào chen nhau nữa thì tống có tác dụng gì? Là đó rồi, mấy năm trước mất trật tự lắm. Năm nay là mất trật tự nhất so với năm trước rồi, còn đi theo đúng hàng, đi ra đúng hàng. Mấy năm trước mất trật tự. Năm nay là không có hàng lối nào cả. Năm nay là chen nhau, thậm chí đạo tràng Pháp Hoa còn vào chen, sau ra còn kêu ui chen mệt quá. Mở từ vai thôi. Một gáo vai vai trái, một gáo vai phải và một gáo ở chân. Tức là tay phải tay trái là để thể hiện là đời nó có ngang trái, nó có nó có sóng gió, nó có ngược xuôi, thế là mình phải đảo nhau như thế. Như đấy là tắm trong cái lúc mà tâm của mình thực sự thanh tịnh, còn tắm là chen nhau thế này thì không thể thanh tịnh được. Phật nhập diệt cách đây đến hàng gần 3.000 năm rồi, làm sao mà bây giờ mình còn tắm được cho Phật? Mình có tắm cho cái tâm của mình, A Di Đà Phật. Tắm cho cái tâm của mình thì tắm thôi. Mà tắm cho cái tâm của mình, tâm Phật là đầu tiên là phải buông bỏ, phải nhường nhịn, đúng không? Nhường nhịn mới là Phật. Chỉ có khi mình gần đến lần mình còn cầm gáo đưa múc đưa nhường cho người khác, đấy mới là tắm, cái đấy mới là tắm. Thế này mà còn có người có ý là lên phải là thỉnh tôn tượng là cao một mét thì ai mà với tới nhỉ? A Di Đà Phật. Yeah.